Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tải video Facebook trên chính chiếc điện thoại của bạn. Khi bạn đang lướt Facebook, bạn thấy một cái video rất là thú vị và bạn muốn lưu về điện thoại của mình, vậy thì các bạn hãy làm theo cách sau nhé. Thì đầu tiên là các bạn hãy bấm vào cái video mà bạn đang xem đó, bạn chọn cái mục là chia sẻ. Ở đây bạn kéo qua bên phải, bạn chọn vào cái dòng sao chép liên kết. Như vậy là bạn đã vừa sao chép được cái link của video đó rồi. Và kế tiếp là bạn hãy vào một cái trình duyệt web và bạn hãy nhấn vào cái địa chỉ là fbdown.net. Ở đây khi mà cái trình duyệt web này nó vào rồi thì bạn hãy paste vào cái link video lúc nãy và dán vào. Sau đó bạn dán vào xong thì bạn sẽ bấm vào cái nút download ở kế bên. Bạn kéo xuống dưới, bạn vào cái mục là More Option, thêm cái tùy chọn. Thì ở đây bạn sẽ chọn là download ở dạng HD cho hình ảnh nó đẹp và rõ nét nha. Thì sau khi bạn bấm vào download ở dạng HD rồi thì cái video của bạn nó sẽ được tải về máy rồi đó. Như vậy là bạn đã hoàn toàn có được cái video mà bạn muốn ở trên chiếc điện thoại của mình. Chúc các bạn thành công nha. Nếu hay hãy để lại một like cho mình.